Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn ngày mùng 10 tháng 3 của kênh VTC14. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục dành toàn bộ thời lượng để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin cập nhật mới nhất về vụ mất tích của máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia. Theo những hình ảnh mới nhất mà chúng tôi tập hợp từ các nguồn tin tại hiện trường, các vết dầu có màu vàng, bán kính hàng chục mét, chiều dài các vết dầu nhiều cây số. So với ngày hôm qua thì các vệt dầu loang này lớn hơn nhiều. Còn với mẫu dầu loang ngày hôm qua, theo ông Amdan Kuris, Tổng Giám đốc Cơ quan Chấp pháp Biển Malaysia dự kiến, trong chiều nay, mùng 10 tháng 3, sẽ hoàn thành phân tích phòng thí nghiệm đối với vệt dầu loang trên biển nhằm giúp nhận định vệt dầu đó có phải xuất phát từ chiếc máy bay chở 239 người bị mất tích sớm ngày thứ Bảy hay không. Mẫu dầu đang được phân tích, được thu thập từ một vệt dầu dài 2 km ở trong vùng biển cách Bắc bang Kelantan, bờ đông Malaysia khoảng 185 km đây là vệt dầu lớn nhất trong nhiều vệt dầu ở khu vực ông cho hay nó nằm ngay phía nam của điểm mà những chiếc máy bay bị mất tích liên lạc với đài điều khiển không vận